Tiến bộ chừng nào đó thì con người nó càng bệnh nhiều càng chết nhiều càng ấy, con thấy ăn không? Hồi xưa người ta cái gì cũng tự nhiên á, còn bây giờ toàn là nuôi không, nuôi cho ăn không, thậm chí rau cải của mình cũng vậy, nhờ niệm Phật để hóa giải con vi trùng, con độc hại trong rau cải thôi, cái chết rồi hay bây giờ con bữa nay xịt với mây bán rồi đấy, là con người của mình nó khổ, nó bệnh hoạn là như vậy, nó Dạ bây giờ thấy nguyễn mai không mà tiền bạc. dạ thấy bệnh ung thư Ừ, rồi hồi xưa con thấy con có bệnh tiểu đường không, bệnh cao huyết áp không, bây giờ bệnh nan y, bệnh dữ chưa? vậy. Này nè, hiện tại là thời kỳ đã thầy nói thời kỳ này rồi thì mình con nghe cái lời thầy dạy á, con hiểu cái thời kỳ này nó nhiều quỷ cùng ma, không phải cũng như con đẻ ti mình ngồi anh em với nhau á, tại sao quỷ ma là gì, đâu phải nó quá hiện có nanh có gút hay là nó le lử hay nó làm gì, mà thường thường cái quan niệm mình nó ma nó phải xấu vậy. Nhưng mà thời kỳ này con thấy những mà làm, tại thì thầy đưa ra thầy nói rồi mà, làm gian ác là quỷ là ma không à, còn làm chân chánh đó là tiên là Phật, còn như như cô A đây có khi cũng có quỷ có ma nữa không, tại vì địa ngục cũng tại tâm làm quấy này, về thiên đàng mấy tâm ấy tạo ra, bởi chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là đây, nói cái tâm mình quỷ, có khi mình tính làm mưu mô xảo trá lường gạt giết hại người ta đó là quỷ ma đó, bởi mà thầy nói thời kỳ này nó nhiều dữ lắm, con thấy đâu hồi chưa người ta thương yêu đùm bọc nhau, mà thậm chí cái thời này đó cũng như con à, con thân thuộc vậy đó, mà mình lại mình ở rồi vài ngày còn chưa được đó. Không, không làm như cái tâm nó không có như người xưa, không có tâm tốt, mà quan trọng là đồng đạo mới 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 được, mình có cái tâm đạo mình biết tu á, mình mới thương yêu lẫn nhau, tại vì thầy đã đưa ra rồi điều thứ tám, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha vậy đó, rồi cũng như mấy con làm những cái này nè cũng là như con một cha, để chi dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức à. Nhưng mà nếu thầy nói, nếu ai như đặng trọn lành trọn sáng thì về cõi Tây Phương an dưỡng, rồi đó mình tu là giải thoát hay là dự hồi luân qua, rồi cũng như bây giờ á, cái thời này á, con thấy không, khỏi nói gì chứ ăn nhậu nè, cờ bạc nè, đá gà đá vịt rồi thiếu nợ rồi bỏ nhà bỏ cửa đi rồi cướp của giết người, quỷ ma không à, chứ không quay gì. Thầy nói thời kỳ này mà nó hỗn tạp đại chi, cũng như thời cuối cùng rồi, tận diệt rồi, cũng như xuất lưu rồi, đổ hết, ai còn ai mắc gì trong thời kỳ này thôi. Mà sẽ Nói quy sanh người không ác. anh người không ác, tối ngày lo đập liền những câu đàn hát thì đưa cái bí quyết ra hết rồi, chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ, để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh, thầy nó không có cái nào mà ấy, mình nói cái lời nào cũng dạy chúng sanh chứ, dạy tín đồ hòa hảo từ cách ăn mặc ở đó, có nghĩa là dạy mình từ ly từ tí, dạy từ chân tóc kẻ răng, không có phụ huynh học sinh nào mà dạy bằng thầy mình, cho đến cái thân thể của mình thầy còn kêu phải chọn môn thể dục nào cho hợp với mình, mà 1939 thầy đưa ra chọn những cái đăng chi cơ thể khỏe mạnh mình làm đạo sự mới được, cái mạnh mà bây giờ cái phong trào con thấy thời này người ta tập thể dục không thấy không đó. Rồi cái ăn cũng vậy, thầy dạy người tu hành là ăn uống phải có điều độ, tránh những món ngon sâm nấu đồ độc ăn vào cơ thể sanh bệnh, mà bây giờ hình như con thấy thầy nó cỏ cây rau cải tương với muối cháo gà đạm bạc, mà ai có đạm bạc không, nó con khoa học bây giờ tiến bộ chừng nào đó thì con người nó càng bệnh nhiều càng chết nhiều càng ấy, con thấy ăn không, hồi xưa người ta cái gì cũng tự nhiên á, còn bây giờ toàn là nuôi không à, nuôi cho ăn không, thậm chí rau cải của mình cũng vậy đó, nhờ niệm Phật để hóa giải con vi trùng, con độc hại trong rau cải thôi, cái chất rồi hay bây giờ con bữa nay xịt với mây bán rồi đấy, là con người của mình nó khổ, nó bệnh hoạn là như vậy, nói Dạ bây giờ thấy quý mai không à, gì tiền bạc. thấy bệnh ung thư nhóc chưa? Rồi hồi xưa con thấy con có bệnh tiểu đường không, bệnh cao huyết áp không, bây giờ bệnh nan y, bệnh dữ dằn. Như Đức Thầy nói là đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể cô Di kỳ đó sắp từ nay lao khổ đến cùng. đồng đạo
đến cùng là không còn chạy đâu khỏi cho con người mình nha, chỉ có cái phước đức con tạo. Thậm chí như đồng đạo Hai Phảnh của mình đó, con thấy không, ổng cứ đi lên đạo bình thường, nhưng mà quan trọng không biết ông đi ngoài cái tướng hay gì của ổng, cũng không biết, nhưng mà ổng đi làm đạo không, nhiệt tình đi cúng lại cầu nguyện làm vậy. Nhưng mà ổng phát bệnh lên một cái là tự nhiên ổng nổ cái mục này là cứng ra, có mà ổng muốn mắt của bà gờ thử nó cứng như củ khoai ngọt vậy đó, hai bên dắt này nè, rồi ông như đồng đạo ăn không được, uống nước không được, rồi mới lựa hồi chưa chân mà ổng đã ra đi rồi, chết chứ ông mạnh bình thường. Nghiệp nặng, cái nghiệp chúng sanh tạo hồi tiền kiếp thì biết, nhưng mà thực tế thì mình thấy đồng đạo cũng im, nhưng mà không có cô ba có không biết nghiệp sao ha. Nhưng mà cái ngày cuối cùng nhờ cái ăn chay niệm Phật biết đạo ha, nên cái thèm của ảnh nó khác người ta. Tại vì cái ông mắt á, cô ba có đút ông tự nhiên là ông thèm sinh tố mặn cầu, rồi mua ở dưới chợ đình không có, mấy đứa cháu nó đi chợ xuyên mua vậy một ly vậy nè là 35.000 nha. Rồi cái cô ba đút ông ngồi bình thường, cái ông kêu bà vợ á, bà vợ ông đút, bà vợ hồi xưa ông gặp đó, rồi đút nó đỏ lên mà, nhưng bà đút cái cánh mà nó hồi đưa đây tôi đút cho anh hai cho. Cái cô ba đút ông ăn một khúc vậy nè, muốn ngọt ngọt, mà trong khi đó là hồi mấy giờ trước thôi, chứ mình không nói là ngày trước hay gì, đổ một chiếc nước bây giờ ổng cũng bị sặc đó, thở không được nữa. Nhưng mà cái thèm á, cái tư tưởng của mình đó, nên ổng muốn rất là ngon. Cái bắt đầu ổng hết cái ông sặc, cái người em mới nói thôi cô ba ổng sặc là cái mệt đó, cái cô ba mới thôi này, ổng nói bỏ tội vốn ổng muốn rồi. Rồi ổng kêu cô ba gác cái giò lên, ổng ngồi ổng niệm Phật. Rồi cô ba nói thôi cách này anh hai niệm Phật sao Đức Phật cũng chứng hết á, quan trọng cái tâm mình thanh tịnh an lạc, để chi bỏ cái phần xác này, mà quan trọng là Phật cứu là mình chánh niệm thôi. Cái ông mới ngồi là một hồi sau tiếng hai tiếng ổng chết. Cái gì ổng cao ổng lớn là khá rồi đó, 73 tuổi, nhưng mà ổng được, ổng cách đó ổng cũng niệm Phật, tĩnh tâm niệm Phật được là quý lắm rồi, minh mắn. Dạ, cũng như là thời kỳ này đó thưa cô ba, cũng như là Đức Thầy nói là cõi trung ương luân chuyển phương Nam ở hỏi thánh chọn người trung hiếu. Như cõi trung ương là ở đâu mà luân chuyển phương Nam ở hỏi thánh chọn người, sao chọn những người trung hiếu không ạ? Cõi phương Nam là nói chung là đất nước Việt Nam mình đi, chung chữ trung là chính giữa, cũng như nước Việt Nam mình là có gọi là ba miền Nam Trung Bắc. Nhưng mà thầy Lâm Phàm ở miền Nam nên cõi trung ương mở hội thánh. Thì nữa sau đây là có thánh chúa ra đời là dự hội Long Hoa đó, nên để chọn có hai người thôi, người trung với người hiếu. Có nghĩa là cái trung trung với đạo vậy, cũng như cái đạo mà Ngũ Lưng Đức Khổng Tử Đức Thánh nói đó, đạo tôi Chúa mới chặt dình, thầy cũng đưa ra vậy đó, đạo Ngũ Lưng, đạo tôi Chúa chặt dình câu chung thủy nè, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, mà thầy trò mình á cũng như ở nói gì thầy thôi, thầy dạy chữ thầy dạy nghề, coi mình có trung với thầy. Còn thầy mình nè, một vị Phật nè, ổng dạy mình là để giải thoát nè, mình có chung với thầy không, hay là rồi cái mình á quy y mình nghe lời, cái mình mới chạy qua bên này mình theo bên kia, mình ấy thấy linh nghiệm đạo đó, thì mình không có là chung như thầy. Năm cái đạo thầy trò khắc cốt quy xương, mình có khắc cốt mình ghi xương chưa, rồi đạo cha con nè chặt chẽ chứng minh trời, đạo chồng vợ thường hòa đến đó, đạo bè bạn bất thân nhân nghĩa đó, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan, năm cái đạo Ngũ Lưng này đó, nên thầy chọn người chung với người hiếu. Hiếu là hiếu thảo với ông bà cha mẹ, chữ chung là bạn bè, bất cứ cái gì mà nói chung cái đạo mình phải trung thành với đạo, với thầy. Đạo thầy trò khắc cốt, mà bây giờ hình như ví dụ mình thầy dạy vậy đó, coi mình khắc cốt nguyên xương, thầy dạy mình nói chung pháp môn niệm Phật nè, thầy kêu Nam Mô A Di Đà Phật nè, đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên. Nếu mình khắc cốt ghi xương cái lời thầy á là không bao giờ con quên đó, mình nghe lời thầy. Còn hình như
ông hai ông tả phải ông bộ con còn ấy nữa. Niệm bây giờ con đi ai cũng nói tôi niệm Phật ha, nhưng mà ông hai ông nói vậy nè, niệm Phật thì ai ai cũng niệm, nhưng mà nhất tâm không sao xuyến ít người. À, tâm như châm chấm giữa trời á, niệm thời một niệm còn mười niệm ma. Hỏi con mà niệm có một tiếng nam mô Phật mười niệm ma rồi các nhiệt diệt quấy nè, ông nói nhớ ra trước mắt tới tay chân buồn bực mỏi mê rồi ma bồ ngủ chạy dài, cũng như con cúng mà niệm Phật có nhiều người ngủ lên xuống vậy đó. Phật qua mùa Phật qua niệm Phật thì khó mê ngủ vào, không cần hỏi ông nào cũng biết niệm bao giờ Phật chứng cho, với dầu nồi gạo mới do bắt lên nhắc xuống bao giờ chín ăn. Mục đích sớm hơn niệm Phật là để cho chấm dứt niệm Đà, chỉ còn niệm Di Đà thì được Phật cứu. Mà ngắn cái mình y vậy đó, thậm chí qua sống mình là nói về kế sinh nhai ăn mặc áo của bà không lo hung đó, nhưng mà không có được, chưa có không có nhất tâm nào đâu, nó cũng còn tùm lum hết. Nhưng mà cái suy nghĩ không có gây nghiệp, không có tội, chứ cũng lo kế sinh nhai, lo làm ăn cũng tính này kia đâu vậy đó. Khổ lắm. Nghe ông cậu hai thạc sĩ ông nói, ông nói có nhiều chứng bệnh phát sinh lương y còn phải khoanh tay ngồi nhìn. Như là bây giờ là bệnh nó cũng diễn biến nhưng mà lương y giảng trị được, nhưng mà tới lúc nào đó là lương y cũng khoanh tay ngồi nhìn luôn không trị được, đó là sao? Cái bệnh lương y cũng như nói chung là bệnh đồng vị đó chết mau rồi, lương y sao nhìn không đưa đi xuống chết rồi. Lương y phải ngồi nhìn thôi, vì con chưa có khám phá ra được là đã chết rồi, đã tử vong rồi, thì mà phải ngồi nhìn chứ làm sao giờ. Bó tay. Dạ cũng có cái đoạn này là cô tôi qua cũng như là hồi xưa đó, là đức lúc đức thầy giáng mặt đó, ông cậu hai sĩ thuyết pháp đó, cái ta chùa Tây An người ta mới hỏi sớm, là hỏi cậu hai nói sau này là cậu hai ông nói cậu hai sĩ nói là bây giờ sau này là Tổng Định Hòa người tới là chặt đất đứng là chặt người hết. Cái người ta mới đồng đạo mới giơ tay lên hỏi nó vậy là lấy gì ăn mà sống cậu hai, cái cậu hai ổng nói chỉ trong 3 ngày thôi lá cây không còn. Ông hai nói là ăn là hết luôn hay sao, là tiêu hết luôn nữa. Khổ nơi chiến tranh đến thì ông ba ha, ông hai nói cành cây ngọn cỏ chẳng còn lá đeo. Có nghĩa là đói quá thì phải dùng những cái cây lá vậy đó không ấy. Nhưng mà khi yên thì đức thầy trả lời rồi, thì chúng sanh lúc nào cũng phải sàng qua lặp lại. Nói giảng của ông hai thì cô ba không có tìm hiểu hung, nên mình đọc mình vậy thôi. Nhưng thì làng Tẩm Đình Hòa giờ có thiệt, nên cũng như các vị nói đâu thì phải có đó. Ông hai cũng nhắc nhở, cũng là một đệ tử nhất của thầy, rồi nhắc nhở cho tu như đồng đạo chảy già đó, cái Quỳnh Phú Sổ tại gia tu hành, giáo chủ tại gia tu hành tu hồi 16 tuổi sanh. Thầy cũng quy, ông hai cũng quy tu, nhưng mà ông hai đã kiến đạo, ông hai biết nên ông hai mới sáng tác cái quyển Hiển Đạo. Đúng rồi. Còn cũng như là pháp của đức thầy ra nhiều lắm, cũng như quý vị đồng đạo tu lâu ha, pháp nói mình học mình nói nữa, rồi cái pháp hành, rồi cái pháp chứng thì chưa, mình chỉ nói phóng vậy thôi, mình nhắc lại lời của thầy ha các vị vậy thôi, chứ mình chưa có chứng ngộ. Còn ông hai thì ông hai đã chứng, giờ ông hai đã chứng, đã liễu đạo. Còn như đồng đạo mình bây giờ để bàn với luận, để coi chân lý, đem cái lời thầy ra, cũng như con hiểu về tứ ân, cô ba hiểu về thập ác, rồi nhưng học thì nó nghiên cứu qua bát chánh đạo tu, mỗi một đồng đạo nên thầy mới khi anh em mình đoàn kết lại thương yêu mấy bạn để coi cái chân lý, để cùng tu cùng tiến, để rồi sau này tránh những cái khổ mà nãy giờ con đưa ra đó, nào chiến tranh giặc giả bệnh đau chết chóc, có nghĩa là từ đêm tới diễn biến có cái nào cũng có hết trơn. Nên thầy mình á, thầy đưa ra rồi, thầy nói diệt thiên cơ khùng cỏ hết trơn. Cũng như con thấy không, chỉ cần hồi xưa người ta khi mà đánh giặc giao chiến với nhau vậy nè, chỉ đâm giết hay là lên ngựa chém ấy là hơi chết đó. Còn bây giờ khoa học tối tân chừng nào đó là chết khủng khiếp chừng đấy. Ngồi một chỗ thôi, bấm một cái có thể nước Việt Nam mình chết nửa nước, đúng không? Nhưng mà chưa, cái mạng nó chưa tới, rồi sẽ tới.
ngọn thủy triều nô nức sục sôi bầu trái đất một phen luân chuyển. Có nghĩa là khi mà cái biển Thái Bình Dương mà nó sắp lá cà rồi đó, là bơm nó bỏ là sôi sục nước sôi khổ lắm. Cũng như bây giờ đó con nhìn đó, nói chung là xã ấp mình thôi, khỏi cần nhìn xa, nó không có cái sự thương yêu nhau, không thấy không, không thấy không, nó làm như nó mất cái lòng người. Thầy nói như là quan trọng đó, con không biết, nếu thiệt người thì biết thương người nha, mình thương lắm. Tuy mình gặp cái người đó khổ, dẫu nó ăn nhậu cờ bạc chơi, nhưng mà mình có lòng thương đây rồi nó càng ngày càng khổ. Còn cái người không biết, người ta đang ngủ là xã này kia không mà khổ lắm. Dạ, mình có phước lắm, mình biết tu biết đạo nè con. Như giảng xưa có nói là cô ba, từ đây sẽ còn lần đi tới nữa, đến chừng nào lò lửa năm châu bùng lên cháy phủ cả đầu, chừng đi mới thấy diệt đâu đã rồi, là đoạn nó như thế nào cô ba? Lò lửa năm châu, bây giờ năm châu thế giới bây giờ như con có coi trên mạng con biết đó, cái những cái ngọn núi lửa nó đang bùng phát lên phải không? Rồi từ đây khi mà giặc trả chiến tranh đến thì dùng súng đạn đồ thì cái cũng như cái lò lửa vậy đó, rồi chúng sanh mà chạy đâu mà khỏi những cái cảnh tượng đó, bùng lên rồi. Nhưng mà bây giờ chưa mình gắng là tu, gắng là quan trọng, gắng là tu với niệm Phật. Dạ, dạ thưa cô ba, cũng như là cái thời kỳ này mình theo cô ba nghĩ là nó mình ráng tu cái thời kỳ này, như là phải ráng có hiếu cho mẹ ông bà với ráng niệm Phật đó, sao mình làm lành niệm Phật đó, sao cô ba chia sẻ. Họ không nghiêng gì như hồi xưa, giờ cô ba giác ngộ biết cùng là mình biết đạo rồi, chữ ráng là có nghĩa là khó lắm. Cái nào mà thầy dạy mình có cái chữ ráng chẳng mình làm được. Cũng như thầy, tại sao thầy nói ráng tu đặng mà chết, đúng không? Cái tu nó chỉ trao sữa thôi, nhưng mà mình trong cái thân của mình à, con người giàu muốn hay giàu không cũng phải chịu dưới sự chi phối của định lực thiên nhiên. Thiên nhiên là lúc nào mình phải chịu ở dưới rồi đó. Đó, gồm vào một chữ đạo, đạo của con người là kêu đạo nhân, và nó là một con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Mà thầy nói ráng tu đặng mà chết, mà trong cái thân của mình nó con thấy là có 10 nghiệp phải không? À, thân nghiệp và tội lỗi do sát thân gây nên, thầy đưa ra nè. Rồi khẩu nghiệp tội lỗi do miệng lưỡi gây nên, ý nghiệp tội lỗi do ý tưởng gây nên, khiến con người phạm 10 điều ác. Mà thường thì con giết người hay cướp của người ta, nói thằng đó ác quá, chỉ có cái ác à. Mà thầy nói trong thân mình tới 10 điều ác. Thấy ớn hồn không? Nhưng mà sau cùng thầy nhấn mạnh nha, khẩu nghiệp của các trò nặng nhất. Tại vì nó tới 4 điều đặng, 4 điều ác. Cũng như con cho dai mặt hỏi lấy ba là lãi thôi, mà cái miệng tới 4 đặng. Nó rồi cái thân của mình là thầy phân ra nàng mà sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Khẩu nghiệp thì lưỡng thiện, nghĩ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Ý nghiệp thì tham lam, sân nộ, mê si. Mà quan trọng là ba cái thằng ý nghiệp này nó điều khiển mấy này nữa. Nó quanh quẩn trong thân mình đó, nó khẩu tham lam. Bởi vì thầy dạy mình là tham sân si chứ để trong lòng thì mới vượt được những cái cảnh khổ khó khăn trong thời kỳ này đó. Qua cái lời dạy của Đức Thầy là tu chữ gán vậy đó. Còn đi sâu vô nữa thầy nói gán thi hành pháp môn vô ngã của nhà Phật thì qua sẽ có thầy ủng hộ. Mà cái này hình như âm đạo thì cũng ai cũng có hiểu qua, nhưng mà gán vô ngã không có ta, mình chấp hoài, mình ăn cơm này một chút không có trái ớt mình ăn không được đây, bế cái ta của con nó còn hoài á. Ví dụ như vợ nói hơn mày dọn cơm tôi ăn, nó thì ông dọn đơn là cái ta của mình nổi lên, nói là mà bổn phận vợ con phải lo, thấy không? Nó với cái gán là thầy nhấn mạnh nó khó lắm. Hay là pháp môn niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật có gì đâu mà khó, mà thầy nói nè, Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, đi đứng nằm ngồi nhấn mạnh gán niệm. Nào gán niệm thì quý nhà, chớ quên mà cắt cái thầy gán niệm mới được. Cái nào nhà thầy đưa cái chữ gán vô là khó lắm. Ví dụ cái bản thân mình giác có 20 kg à, mà thầy này mình giác 40 còn phải gán chứ, nó khó lắm.
cũng như dễ bình thường vậy đó. Mà trong cái Nam Mô Như Phật lễ gán là xong niệm Phật diệt lòng tà rồi này, quý như lắm. Dạ thưa cô ba, cũng như là Đức Thầy nói, để con hỏi thêm câu nữa thưa cô ba. Là Đức Thầy nói là người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma mới đặt an nhàn. Thì bốn ma này là sao cô ba? Bốn con ma này là ma gì? Bốn con ma người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma. Bốn con ma là mấy mình, con người mình ăn nhà, có nghĩa là tài tủ sắc tài khí là bốn ma nè. Nên thầy nói tủ nhiễm vào thân thể bất an đó, nó không an rồi sao ăn vàng được không? Sắc bến đó ngày kia lâu khổ, thầy giải ra bốn con ma rõ ràng rồi. Tủ nhiễm vào thân thể mất an, sắc mến nó ngày kia lao khổ, ta nghiệm xét từ đời bàn cổ. Hồi đời bàn cổ đó có ai dùng mà đặng thành tiên mà đời nay con thấy không, theo nó liên miên, thậm chí 10 cái nhà là nhậu hết chín rồi. Còn chữ tài của khổ riêng một kiếp nữa. Mình khổ một kiếp là kiếp con người của mình á, mình có tài có của ha, chưa đâu nữa tới cái đời bình là yên vậy nè, chưa loạn lạc á mà khổ, con thấy gạo lúa mà lên hung đó. Mình nói mình giàu có tiền á, mình tích trữ đi coi mình ăn được không, chẳng lẽ vợ con người ta khổ đau nó lại giật mình, nó giết mình á. Chữ tài của khổ ghim đó, bị tội cướp lại có tiếp, cũng như con giàu có ăn cướp nó lại giật mình cái bên tiếp mới được. Vậy là mà đời nay nó cứ mãi làm rồi mà. Chữ khi hùng phiên chớ có ha, mà lâu lý lắm thân chẳng thế đó. Chữ nhất già thường sanh bá kế, con người có già mà sanh bá kế đủ tính toán gạt lường, để chi, để gạt người làm thế cho mình thì ngày sau này nè lắm nội tội tình, sau sanh chúng chẳng lo cải sự. Rồi thêm bệnh ung dịch thầy dạy luôn, dài tới là cảnh khổ diễn biến gì nè, từ hoài vậy đó. Dạ bây giờ bệnh cũng dữ lắm cô. Bệnh lắm. Chứ thưa cô ba, cũng như là Đức Thầy nói là trong bốn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ là có thể sau này mình đói ha, sao cô? Chứ ra đói thì mình không đói thì nữa, như nãy con nói đó, cành cây ngọn cỏ còn lá đeo thì nó màn cuối rồi thì ấy, nhưng bây giờ thì đói thì không đói. Có nghĩa là mình á, kim chỉ như cây kim nó rất nhỏ, chỉ rất nhỏ. Thầy mà kêu mình phải lo lắng từng ly từng tí vậy đó nha. Nói chung là quan trọng lo tu đi. Phải thầy dí gì đó là mình biết rồi đó. Để đói nghèo mình đến nhà con, khách đến bây giờ. Vì thương đời nên lão mới dạy ra, mới nói cho mình, cho má tánh gọi lời châu Ngọc đó, lời của thầy mình đưa như ngọc, như ngà, như là nó quý vậy đó, mà hình như mình không nghe thì mình khổ. Có nghĩa là thầy dạy mình dạy khôn chẳng thế nào dạy ngu, dạy mình đủ thứ, cũng như con là điều thứ nhất, thầy con không uống rượu cờ bạc ác phiện chơi bời thằng điếm thì con giàu có chứ có gì, không? Cái này là xa ngã nè, ai vô dính vô. Rồi cái điều thứ gì cũng quan trọng đó. Rồi thầy kêu mình sốt sắng là làm ăn, mà mình làm ăn thì mình khổ, tiền bạc không có, già lo tu hiền chân chất nữa, quý lắm. Còn cái điều thứ ba là nói chung mình nữ nó nhiễm nhiều hơn, ăn xài chân dọn thấy quá rồi lợi dụng tiền tài. Con thấy một người chỉ hồi xưa người ta 3-4 bộ đồ à, ta quý rồi đó, bây giờ 50 bộ chưa đủ. Có quý vị dưới đây đồng đạo ăn chay đấy, trên 200 bộ đồ, 2-3 cái tủ mà chưa thấy đủ, thấy không? Có nghĩa là thấy quá. Rồi phải lợi dụng tiền tài quên nhân nghĩa à. Con phải mằn ăn mưu móc tính đó làm sao đặng chí. Con cũng cái ăn giả này, rốt cuộc rồi sát thân, rốt cuộc gã sình của tiền đâu, nó bỏ mình ra đi chứ có gì đâu. Nói cái chuyện vui cũng như các bạn khởi vui chuyện như đồng đạo với thiện nha. Thường đó, anh em, hai anh em thương nhau đó, học chung lớp ha, rồi mới có gia đình. Với thiện thì tu, các anh em gặp lại ở quán hay gì nói anh kinh tế anh sao rồi, để thiện ai nhìn cô ba thôi, cô ba khởi lại
Hiện đây anh ơi, bây giờ á thời quy y tu lo tu hiền thì vợ con không có, sống độc thân một mình, rồi đi chia sẻ nói đạo đức hay là đi núi đi non rồi nhắc nhở bà con người ta biết giác ngộ tu hành vậy thôi. Cái người kia nói vậy thì anh thua đuôi, anh thua quá xa rồi, nói vậy thua, nói kinh tế, nói vậy là nhà cửa sao, nói không có nhà cửa, ở bốn phương là nhà mà. Nói anh thấy không, nhà tôi nè là 3-4 tầng lầu. Cái bắt đầu mấy thiện nói cái sự nghe, anh nói vậy cái sự thì anh hên tôi thiệt, nhưng mà nói về lý tôi với anh bằng nhau, không có gì. Cái nói là sao bằng, nhà tôi là 3-4 tầng cắt cấp 4-5 mà thua anh chỗ nào đó. Bây giờ cái lý bằng nhau là tôi nói cho anh nghe nè, bạn mình nghe. Ví dụ tối anh ngủ, chẳng lẽ anh ngủ lầu 3, rồi khi anh lết xuống lầu 2, sáng lết lầu 1 hả? Tôi anh cũng ngủ, giường cũng bây giờ bằng nhau. Rồi nói vậy tôi hơn anh nè, đất cát tôi mấy chục công, anh được bao nhiêu? Nói nữa, bây giờ nói về cái sự á, thì anh hơn tôi. Còn nói lý là tôi cũng anh bằng nhau. Hỏi bằng chỗ nào? Chẳng lẽ anh chết anh dám đạo không, anh chôn mình không? Còn đồ mặc có cái đồ nhiều. Ủa, đồ mặc thì đi ra thì thử thì anh hơn là lý cũng bằng. Không lẽ anh mặc 5-6 bộ đồ, chắc người ta nói anh có vấn đề quá, thì cũng một bộ à. Nó có nghĩa là như vậy. Bởi thầy dạy thầy than mình đó, ô cả sang hèn chẳng ai thông thả đâu, mà nhân sao nhân sanh cứ mãi đánh sai, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài nè, cho thông thả hưởng mùi sen báo không đó. Rồi thần thức chú mình nhập, không biết chú chết chú cũng không đeo cái gì, thần thức nhập hai thêm. Còn thêm cái nữa nghe, cái cũng như mình nhắc cái này để nhắc, để tôi chúng tôi nhắc cái này nè, quý vị nào mà có ăn chay có tu hành mà còn uống rượu uống bia nghe, là mình nói mình niệm Phật để làm chi, để được giảng sanh về cực lạc Phật. À, vì đà rước mình nghe là uống rượu là phạm giới là không được, là một lẽ. Tại vì thầy nói điệu nhất ta chẳng nên uống rượu, mà cũng như có đồng đạo quý như này mà tôi nhắc nhở á, đồng đạo nghỉ uống rồi, đồng đạo nói chị ba em cúng 3 thời, có khi 4 thời em niệm Phật để nữa giảng sanh. Cái bắt đầu tôi nói ha, không có được đâu quý ơi, tại nó tên quý mà thầy giáo mà. Không có giảng sanh đâu. Tại sao phải không? Khi đó thầy và thầy đưa ra nè, thầy nói thần thức nhập mấy thai sen tinh hảo. Khi mình bỏ cái xác này thần thức mình mới nhập vô hoa sen. Mà cái hoa sen của thằng quý bị hư rồi, có đâu mà nhập. Hỏi chị sao, chị nói sao hư? Đây nè, để cô ba nhắc nè, thầy đi dạo lục châu thầy nói ha, mua một ve thuốc hỏi cô, uống vô mấy bổ khỏe, trị nhiều chứng không? Ha, nhưng mà có ông thầy nào mà ông dặn kỹ càng nè, ông nói uống thời pha nước nóng trong chứ đừng pha rượu. Nó hồng kỹ thai, mày muốn rượu hoài cái thai mày kỹ rồi có đầu nhập. Nó nói trời ơi chị nói vô ớn nè, không nghĩ rồi mà anh giờ bớt rồi nghĩ rồi, thấy không? Chứ đừng pha, thầy ông Phật ông đưa ra tại ngồi đúng quý. Khi mà thầy dạy Lục Châu á, thầy giải cho người bán thuốc á, rồi người ta mua rồi thầy kêu á, uống pha nước nóng trong. Mà cái nói về cái lý thôi, cho cái tấm lòng mình trong trắng nữa, niệm Phật nữa mới được giảng sanh. Rồi ở thế gian cũng như mấy ông đạo mà đưa lên vịnh cầu 14 phước chân đó là nó sai lầm vô cùng. Lại có thầy ông Phật đưa ra mình biết không, mình khẳng định ngày đó tháng đó, đúng không? 14 mà tại sao phước chân? Con người mình tu lâu năm rồi gầm 30 phước chân đi, tại sao 14 gầm mà phước chân? Ngày hai ngày này quan trọng sáng mới phải, mà đi phước chân có nghĩa là chúng sanh nó bơi mang tối tâm hoài, ngày 14 nó tới hù à. Phước chân là tối, con người mình á tu mà không sao sửa là nó tối hù à. Tối cũng như thầy than, thầy nói 14 mà phước chân vẽ lăng quằng, tại vì trong tâm mình nó lăng quằng ngủ lít quệt gì mà không phước cho được, không tối cho được. Dạ, đúng rồi. Không, 14 là phước chân. Dạ. Cái đi vịnh cái câu này đưa ngày 14 tháng 10 tối tâm trời đất, công an lụm rồi nó sao. Dạ thưa cô ba, cũng như là xin cô ba cũng như là chia sẻ với bà con một cái câu này, là nói lời cuối cái clip luôn á cô ba, là cái thầy nói là
tôi không quên, tôi là đệ tử tử trung thành của Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà đệ tử trung thành Đức Phật Thích Ca là một vị nào vậy cô? Con nói cô Ma mới nói nha. Đức thầy nói ta là một đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là đệ tử nhất đi, mà trung thành với cái đạo Thích Ca, đạo Thích Ca nhiều nẻo con sâu, đạo lớn mà. Thì năm cái sắc lệnh thì mấy con cũng biết rồi đó, đạo biết không? Nhưng mà quan trọng là trung thành vậy nè. Nhiều anh em đồng đạo tín đồ mấy khi mà bàn luận nha, hồi lâu cô anh đi đám từng ở Lăng Sen á, mấy cụ lão râu dài hay là đồng đạo mình bới tóc đồ kêu bằng người đạo không đó, rồi mấy chú mấy anh mấy ngồi lại bàn, nhưng mà cô ba ngồi sao cô ba lắng nghe. Có một vị thì nói thầy mình là Maha Ca Diếp, tại vì ngài Maha là đệ tử nhất của thầy đó. Mà có nghĩa là kiến đánh khi là Đức Phật đưa cành hoa lên đó là nói thầy là ngài Maha. Ông kêu nói anh nói vậy không phải, tại mấy ông bàn luận nha, mấy ông cãi qua ngồi nghe. Rồi một vị nữa mà ông một đồng đạo nữa nói không, thầy mình là Mộng Cử Đa, thầy mình là Chặn Trình, thầy mình là Đức Phật thầy Tây An đó. Nhiều vị nói thầy mình này này kia đó, rồi nói thầy mình là Kim Sơn Phật đó, rồi khùng điên thảo tam hoàng thương cổ đó. Rồi tại vì thầy đưa cái pháp, thầy nói cái tên nha, nhưng mà cô ba tâm đắc có một vị thôi. Vị đó nói các anh em mình luận như vậy, mình chưa biết thầy mình một vị Phật nào là trung thành của Đức Thích Ca, nhưng mà nếu mà đệ tử là phải trung thành với Phật đó. Nhưng mà ổng đưa ra câu này của ba tâm đắc nè, ổng nói mình chưa thầy, tại vì thầy mình chưa có đưa ra là thầy mình là vị Phật gì, mà nói thầy mình Phật này, ông Phật ông thần này kia, mà thầy giới thiệu là kể từ gài tiên nè, Phật nè, thánh thần nè, lo dạy dỗ nhưng chẳng chẳng xiết, thầy đưa vậy thôi. Nhưng mà cô ba tâm đắc cái có đồng đạo này nói vậy nè, thầy ông mới đọc lại cái bài cái quyển nhất Đi Dạo Lục Châu đó. Ông nói con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau đến việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng lại, cấp này mới biết thầy mình là một vị Phật nào đó. Nhưng mà thầy mình là Phật, thầy lúc nào cũng trung thành, là một đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni rồi. Nhưng mà trong mà thập đại đệ tử là 10 vị biết vị nào làm phạm đó không đó. Nhưng mà cái đồng đạo nói câu nói đó còn bà Mâm Đắc nữa không, đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia biết thường lai, cách đó thầy mới xưng hiệu. Chứ bây giờ là trong nguyên giáo lý con coi thầy xưng nhiều lắm, xưng một vị Phật rồi nhiều vị nói không ai thủ, tại vì mình dự đoán cái chí phạm mà người hiểu hơn chút rồi thôi. Nó không muốn. Còn như nói ngày Ma Ha Ca Diếp thì cũng đúng rồi, ông Mục Cực Liên không đệ tử trung thành sao, rồi ông U Ba Ly tới 10 vị nè, rồi ngày nhiều vị thành đệ tử cô ba cũng thuộc hết, ngày Xá Lợi Phất nè, rồi ngày A Na Lực nè, rồi La Hầu La con của Đức Phật đó không trung thành. Nhưng mà thầy già, thầy khi mà thầy Phật thì thầy dùng quyền dùng pháp để đưa ra cho chúng sanh tin tưởng, cũng như để cô Hoa nói nghe, cũng như cô Hoa đọc trong cái hồng danh của Đức Phật phải không, tại sao thầy mình nè, chúng sanh nè, cũng như tất cả chúng sanh đời hạ nguyên này, nói chung như cái thầy Đi Dạo Lục Châu, tại vì thầy nói đừng thở than bận đến lòng ta để cho thầy đi dạo Ta Bà, không phải riêng gì thầy dạy nước Việt Nam mình đâu, thầy dạy hết cõi Ta Bà. Mà thầy đưa ra cái pháp môn tịnh độ là chúng sanh biết là Nam Mô A Di Đà Phật, tại vì pháp môn tịnh độ thì Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện và có 3 quyển kinh nè, Vô Lượng Thọ nè, Quán Vô Lượng Thọ, và kinh này thì chúng sanh biết, rồi Đức Phật Thích Ca ra đời sao biết. Rồi nên đó thầy mình nói nếu mà thầy dạy niệm một danh hiệu khác cũng như nhiều người nói niệm Phật Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Phật, ông Dược Sư này là một ông thầy thuốc, ông nghiên cứu, ông độ chúng sanh,
dược là dược y dược đó, lưu ly lạc ông này ông sáng tỏ về cái ngành thuốc, ông trị cho chúng sanh, nên là ông là một Phật dược sư lưu ly quan Phật. Mà trong kinh của qua ha, một khi hồi đó cô qua nghe đọc qua kinh Hồng Danh đó, các người mà hạng xuất gia người ta tụng kinh Hồng Danh đó, thì một tháng có 30 ngày ở cõi Diêm Phù Đề này, thì ngài A Nan dạ thưa bạch Đức Thế Tôn, các chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này làm những hành gì rồi hưởng gieo duyên cùng Đức Phật đó. Thì trong kinh Hồng Danh Đức Phật tả một tháng có 30 ngày cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh làm lành làm phải niệm Phật thì gieo duyên cùng Đức Phật này, cũng như cô ba kể hết 30 ngày phải không. Ngày mùng 1 thì mình niệm Nam Mô Định Quang Phật, mùng 2 là Duyên Đăng Phật, mùng 3 là Đa Bảo Phật, mùng 4 A Sức Phật, mùng 5 là Ngài Di Lạc Bồ Tát, mà chúng sanh đó ngày mùng 5, 6 không có. Mùng 6 là Nhị Dạng Đăng Phật, mùng 7 Tam Dạng Đăng Phật, mùng 8 là Dược Sư Phật, mùng 9 Đại Không Trí Đăng Phật, mùng 10 là Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật, ngày 11 Quang Hỷ Phật, 12 là Nang Thắng Phật, 13 Hư Không Tạng Bồ Tát, 14 Phổ Hiền Bồ Tát, 15 là A Di Đà Phật, 16 là Đà La Ni Bồ Tát, 17 Long Thọ Bồ Tát, 18 là Quang Thế Âm Bồ Tát, 19 Nhật Quang Bồ Tát, 20 là Nguyệt Quang Bồ Tát, 21 Thí Vô Quý Bồ Tát, 22 là Vô Tận Ý Bồ Tát, 23 là Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, 24 là Địa Tạng Vương Bồ Tát, 25 là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 26 là Dược Thượng Bồ Tát, 27 là Lưu Già Na Phật, 28 là Đại Nhật Phật, 29 là Dược Dương Bồ Tát, 30 là Thích Ca Như Lai. Mà nếu mà thầy đưa ra niệm ngày nào là gieo duyên với Phật ngày đó chúng sanh không nhớ, nên là A Di Đà là đệ nhất, nên thầy dạy mình là Nam Mô A Di Đà Phật, giáo chủ cõi cực lạc, thấy không? Còn mà nếu mà đưa ra là ngày này chúng sanh phải niệm ông Phật này, ông Bồ Tát này thì đó. Nhưng mà thầy dạy mình nó quan trọng không thiếu mà. Cái bài cúng của mình con niệm Nam Mô Thập Phương Phật. Chẳng những 30 ông này mà thập phương không sót gì nữa, phải không? Thầy mình là đưa ra chúng sanh không gieo duyên chùm hết trên 10 phương Phật luôn. Nam Mô Thập Phương Phật không sót một gì. Còn nếu bây giờ dạy mình đọc vậy đi, có khi người ta không có sáng đó, người ta sao ta đọc được, phải không? Như cô ba có coi qua kinh Hồng Danh rồi hồi cô ba thuộc vậy thôi, chứ cô ba có niệm theo đâu. Cô ba cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi cũng có cái tâm để nhắc nhở những lời trong ngọc của Đức Thầy và cho em cháu, để nó có đưa lên nhắc bà con. Và khi mà quý vị nào chưa có biết giác ngộ tu để chúng ta vượt những cảnh khổ, nhưng mà Đức Thầy dạy kể từ gài nói chuyện chiều mai chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Cái pháp môn niệm Phật là thù thắng, nên chúng tôi xin nhắc nhở toàn thể có coi qua clip này nên ghi vào lòng 6 chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà đặng hạnh phúc, nhờ lòng cố gắng. Quan trọng là lòng mình cố gắng mới được nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.